39 trên 47 quốc gia châu Âu là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang bị COVID tấn công, trong khi một tháng trước đó chỉ có một quốc gia bị ảnh hưởng. Dịch bệnh diễn biến theo hướng nghiêm trọng trong những ngày gần đây đã khiến châu Phi có 300 trường hợp nhiễm mới mỗi ngày. Theo thống kê của hãng tin AFP, tổng số ca mắc COVID-19 trên khắp châu Phi trong tuần qua đã lên tới gần 3.500 người và 94 trường hợp tử vong.